Xin chào tất cả quý vị, chúc cho quý vị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị, kể từ khi nhiếp ảnh ra đời, những bức ảnh và những thước phim xưa nói về đất nước và con người Việt Nam, cuộc sống của những người Việt cách đây hơn một thế kỷ luôn thu hút sự tìm hiểu và sự quan tâm của công chúng. Và trong chương trình này, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một bộ ảnh và những thước phim vô cùng quý giá, ghi lại những hình ảnh về cuộc sống trong hoàng cung của triều đình nhà Nguyễn cách đây khoảng 100 năm. Và video này xin được giới thiệu về cuộc đời, thân thế của nhà vua Khải Định, vị hoàng đế thứ 12 của triều đình nhà Nguyễn, và đặc biệt là những cổ lệ hoàng cung trong tang lễ của chính nhà vua Khải Định cách đây khoảng 100 năm. Đây là tư liệu vô cùng quý giá mà cổ nhân để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau, để chúng ta có thể hiểu hơn về cuộc sống của giới quý tộc trong xã hội phong kiến của Việt Nam. Xin mời tất cả quý vị đón xem, và trước khi đi vào nội dung chính của chương trình, quý vị vui lòng bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để nhiều người được biết đến. Con đường đến với ngai vàng của nhà vua Khải Định. Sau khi kinh đô Huế bị thất thủ ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu, tức là ngày 7 tháng 5 năm 1885, nhà vua Hàm Nghi chạy ra vùng rừng núi ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, lập chiến khu lãnh đạo cuộc kháng chiến Tần Vương chống Pháp. Thực dân Pháp nhiều lần không chiêu dụ được nhà vua trở về hoàng cung. Người Pháp đưa người con nuôi thứ hai của vua Từ Đức là hoàng tử Chánh Mông lên làm vua, lấy hiệu là Đồng Khánh. Vua Đồng Khánh ở ngôi được hơn 3 năm, từ ngày 19 tháng 9 năm 1885 đến ngày 25 tháng 1 năm 1889, thì vua Đồng Khánh băng hà ở tuổi 25. Và khi đó, con của vua Đồng Khánh còn quá nhỏ, tức là hoàng tử Bủ Đảo chỉ mới hơn 3 tuổi. Đến năm 1906, hoàng tử Bủ Đảo được phong là Phụng Quá Công, sau này chính là nhà vua Khải Định. Sau khi vua Đồng Khánh qua đời, triều đình Huế chịu sự ảnh hưởng của thực dân Pháp nên đã lập người con thứ 7 của vua Dục Đức, tức là hoàng tử Bủ Lân, lên làm vua, lấy hiệu là vua Thành Thái, trị vì từ ngày 1 tháng 2 năm 1889 đến ngày 3 tháng 9 năm 1907. Vua Thành Thái lại có tư tưởng chống thực dân Pháp. Vì vậy, vào năm 1907, Pháp lấy cớ nhà vua bị bệnh tâm thần. Thực dân Pháp đã gây áp lực buộc nhà vua Thành Thái phải thối vị và lập người con trai thứ 5 của ông là hoàng tử Vĩnh Sang lên làm vua, lấy hiệu là vua Di Tân, khi đó mới 8 tuổi, trị vì từ ngày 5 tháng 9 năm 1907 đến ngày 3 tháng 5 năm 1916. Đến năm 1916, khi mới 16 tuổi, vua Di Tân đã cùng hai nhà cách mạng Trần Cao Vân và Thái Phiên mưu tổ chức một cuộc binh biến tại các tỉnh miền Trung để lật đổ sự thống trị của thực dân Pháp. Cuộc binh biến thất bại vì bị nội phản, nhà vua bị bắt, bị đày cùng với phụ hoàng sang châu Phi. Lúc bây giờ, triều đình Huế và thực dân Pháp lại lập Phụng Quá Công Bủ Đảo, con trưởng của vua Đồng Khánh, lên làm vua, lấy hiệu là vua Khải Định. Như vậy,
nhà vua Khải Định, tức là hoàng tử Nguyễn Phúc Bủ Đảo, sinh ngày 8 tháng 10 năm 1885. Ông là con trai trưởng của vua Đồng Khánh và Hòa Tần Dương Thị Thục. Khi vua Đồng Khánh mất năm 1889, hoàng tử Bủ Đảo mới hơn 3 tuổi. Và đấy cũng là lý do khiến cho vua Khải Định không được nối ngôi trong hoàn cảnh phức tạp lúc bấy giờ. Phải chờ đợi 27 năm sau, ngai vàng của triều đình nhà Nguyễn mới lại trở về tay ông. Nhà vua Khải Định lên ngôi năm 31 tuổi, trị vì từ năm 1916 đến năm 1925, trong giai đoạn đất nước Việt Nam vào thời kỳ Pháp thuộc. Vua Khải Định tại vị gần 10 năm và mất vào năm 40 tuổi. Dưới thời kỳ của nhà vua Khải Định, triều đình Huế không có nhiều xích mích với thực dân Pháp. Mọi việc đều do tòa khâm sứ định đoạt. Vua Khải Định cũng đã kết thân với khâm sứ Trung Kỳ là Jean Francois Charlet và gửi gắm con của mình là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, sau này là vua Bảo Đại, cho vợ chồng khâm sứ. Ngày 20 tháng 5 năm 1922, nhà vua Khải Định sang Pháp dự hội chợ thuộc địa ở Marseille. Đây là lần đầu tiên một vị vua của triều đình nhà Nguyễn ra nước ngoài. Chuyến công du của nhà vua Khải Định đã làm dấy lên nhiều hoạt động của nhiều người Việt Nam yêu nước nhằm phản đối ông. Nhà yêu nước Phan Châu Trinh đã gửi một bức thư dài trách tội vua Khải Định bãi tội, thường được gọi là thư thất điều hay là thất điều trần. Trong bức thư đó, nhà yêu nước Phan Châu Trinh chỉ gọi tên Húy là Bủ Đảo chứ không gọi là vua Khải Định, và trách Khải Định tội ăn mặc lố lăng. Tại Pháp, trên tờ báo Người Cùng Khổ, Nguyễn Ái Quốc đã có một loạt bài chế giễu vua Khải Định trong chuyến đi đó, đặc biệt là truyện ngắn Vi Hành và còn viết vở kịch Con Rồng Tre. Vở kịch này của nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc được diễn ra ở ngoại ô của Paris. Tháng 9 năm 1924, từ Pháp trở về Việt Nam, vua Khải Định đã lo tổ chức buổi lễ tứ tuần đại khánh rất lớn và vô cùng tốn kém, bắt nhân dân khắp nơi gửi quà mừng. Sau lễ mừng thọ, ngân sách của Nam triều kiệt quệ, vua Khải Định lại cho tăng thêm 30% thế điền. Trong quá trình trị vì đất nước, nhà vua Khải Định đã xây cất rất nhiều công trình chỉ dành riêng cho hoàng tộc. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là lăng của ông. Lăng của nhà vua Khải Định khác hẳn với các lăng tẩm xưa nay và đã trở thành vấn đề thảo luận của nhiều người, đặc biệt là giới chuyên môn kiến trúc. Nhà vua Khải Định băng hà và một đám tang quy mô lớn của vua Khải Định đã diễn ra tại kinh thành Huế. Sau buổi lễ mừng thọ 40 tuổi được hơn một năm, vua Khải Định băng hà vào ngày 6 tháng 11 năm 1925 vì căn bệnh lao phổi, một trong những tứ chứng nan y vào thời kỳ đó. Trước khi mất, ngoài bản di chiếu, nhà vua Khải Định còn kịp gửi gắm hoàng thái tử Vĩnh Thụy, khi đó mới 12 tuổi, cho khâm sứ Huế là Baswell nhờ chăm sóc giùm. Và sau đây chính là diễn biến quá trình tang lễ của nhà vua Khải Định. Trưa ngày 6 tháng 11, các ngự y của hoàng cung đã dùng 5 loại cỏ thơm nấu nước để lau thi hài của nhà vua Khải Định. Sau đó mặc cho ngài một bộ quần áo mới. Người ta cho vào miệng của nhà vua 9 viên ngọc và 9 hạt gạo, rồi dùng một tấm vải vàng phủ lên mặt, cột lại phía sau gáy. Lễ khâm liệm của nhà vua diễn ra lúc 5 giờ chiều và 11 giờ tối của ngày hôm đó. Thi hài của hoàng đế được bỏ vào trong tử cung, là loại quan tài dành cho nhà vua. Quan tài được đặt ở giữa điện Cần Chánh, đầu hướng về phía nam.
Sau khi bộ lễ công bố sự việc băng hà của nhà vua, cơ quan Khâm Thiên Giám được yêu cầu tra cứu những ngày lành tháng tốt thích hợp với tuổi tác của nhà vua quá cố để định những nghi thức quan trọng trong lễ tang. Chi tiết này được ghi trong tập Sang Trường Viễn Đông Bắc Cổ số 26 năm 1926. Lễ thành phục dành cho nhà vua Khải Định được định vào giờ Thân, tức là từ 3 giờ cho đến 5 giờ chiều của ngày 17 tháng 11 năm 1925, tức là 11 ngày sau khi nhà vua Khải Định qua đời. Một viên thái giám mời hai bà thái hậu nhận tang phục và hướng dẫn các bà ra hành lễ. Một viên quan bộ lễ mặc tang phục bước vào, xin phép đặt lên ngai vàng của nhà vua Khải Định một dải lụa bạch thắt các gút to tượng trưng cho linh hồn của người chết, trong dân gian gọi là thiết hồn bạch. Những người hiện diện trong hoàng cung sẽ quỳ lại theo lời hô sướng của viên quan điều hành buổi tang lễ. Khi lễ thành phục chấm dứt, mọi người lui ra. Một viên thị vệ kính cẩn mời hai bà thái hậu và các bà phi của nhà vua đến lại trước bàn thờ của người quá cố. Sau đó đến các bà phi của những đời vua khác có mặt trong hoàng cung. Tiếp theo là các công chúa, các bà vợ chánh của những vị quan đại thần. Theo đề nghị của cơ quan Khâm Thiên Giám, lễ an táng của nhà vua Khải Định sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 1 năm 1926, tức gần 3 tháng kể từ ngày nhà vua Khải Định băng hà. Trong thời gian này, tử cung, tức là quan tài của nhà vua, được quàn tại điện Cần Chánh. Các buổi lễ cúng tổ chức hàng ngày dưới trách nhiệm của ban tang lễ và các viên chức bộ lễ và các thị vệ trong hoàng cung. Ngày 8 tháng 1 năm 1926, trong khi nghi thức tang lễ dành cho hoàng đế tiếp tục diễn ra theo cổ lệ, thì lễ tức vị của Hoàng Thái tử Vĩnh Thụy với niên hiệu Bảo Đại cũng đã diễn ra tại triều đình Huế. Các quan lại mặc phẩm phục đại triều theo đúng nghi thức, có sự chứng kiến của toàn quyền Đông Dương Alexander Varen. Sau đó, tân quân được rước đi chào và lạy tạ các bà thái hậu. Đến ngày 29 tháng 1 năm 1926, lễ an táng của nhà vua Khải Định mới bắt đầu. Toàn quyền Đông Dương Varen luôn có mặt trong suốt diễn biến của buổi lễ an táng của nhà vua Khải Định. Sáng hôm đó, cửa cung điện đóng kín, chỉ có toàn quyền Đông Dương, khâm sứ Trung Kỳ và một số viên chức cao cấp của chính quyền thực dân Pháp đến chào hoàng tộc và tháp tùng đoàn người đưa tang. Theo chương trình tang lễ, quan tài của nhà vua được di chuyển từ cung điện đến nơi chôn cất thuộc làng Chân Chữ, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên trong khoảng 2 ngày. Hương án được các làng xã đặt dài trên đường, các bô lão quỳ lại khi đám tang của nhà vua Khải Định đi qua. Chiếc nhà vàng nặng 6 tấn, bên trong đặt quan tài của hoàng đế, được 160 người thanh niên mạnh khỏe khiêng đi nhịp nhàng, không làm sánh đổ một giọt nào trong những ly rượu đầy đặt trên áo quan. Lúc này không có dàn nhạc, những người đàn bà khóc mướn ở lại kinh thành, đám tang lặng lẽ ra đi trong yên lặng, một thứ im lặng ngậm ngùi của những hoài niệm về một quá khứ vàng son. Đêm đầu tiên, đoàn người đưa quan tài của nhà vua ngừng lại và nghỉ chân tại đàn Nam Giao. Đây chính là nơi mà nhà vua Khải Định từng đến mỗi 3 năm một lần để hành lễ tế đàn Nam Giao, một nghi thức truyền thống dành cho các triều vua của nước ta từ thế kỷ thứ 12. Sáng ngày 30 tháng 1 năm 1926, đoàn đưa tang nhà vua Khải Định tiếp tục lên đường, và đêm đó, quan tài của hoàng đế
được quan tại hầm mộ, nơi an táng ở làng Chân Chữ. Các lễ cúng được tổ chức vào ngày hôm trước. Vua Bảo Đại cùng các bà Thái Hậu và các bà Phi ẩn mình sau một tấm màn vàng giữa hầm mộ. Bên phải là các phụ nữ Pháp cùng vợ của các vị quan lại người Việt. Bên trái là các quan và chính khách của chính quyền thực dân Pháp. Sau một phút mặc niệm, viên toàn quyền Đông Dương Varennes đã đọc một bài điếu văn ngắn ca ngợi người quá cố, một người bạn của nước Pháp, trong sự tôn kính quá khứ đã hiểu rõ hiện tại và biết chuẩn bị cho tương lai. Sau đó, một viên quan bộ lễ quỳ xuống xin phép nhà vua quá cố cho phép được hạ nguyệt. Chiếc quan tài được cởi bỏ lớp vải phủ và quan tài được hạ một cách nhẹ nhàng xuống lòng huyệt mộ. Người ta cho đốt những đồ vật làm bằng giấy bồi và quần áo của người quá cố, chấm dứt một trong những tang lễ được xem là tương đối đơn giản dành cho một vị vua của triều đình nhà Nguyễn. Theo di chiếu của nhà vua Khải Định, thời gian chịu tang của người trong hoàng tộc và triều thần được rút ngắn lại. Các bà Thái Hậu chịu tang 6 tháng, Hoàng Thái Tử Vĩnh Thụy 15 tháng thay vì 27 tháng. Tang phục cũng thay đổi, áo trắng, sợi to, sổ gấu, hoặc áo đen, khăn trắng, cấm chỉ dùng quần áo màu hồng, màu tím trong 100 ngày và trong thời gian chờ chôn cất, không được tổ chức cưới hỏi và hát sướng. Như vậy, đó là những nét cơ bản, chi tiết, cổ lệ về đám tang của Hoàng đế Khải Định, vị vua thứ 12 của triều đình nhà Nguyễn. Thông qua những hình ảnh quý giá này, chúng ta có thể hiểu hơn cuộc sống của chốn hoàng cung, cũng như là những cổ lệ trong hoàng cung, đặc biệt là cổ lệ liên quan đến tang lễ. Đến đây, thời lượng của video cũng đã quá dài. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video này. Mọi đóng góp của quý vị vui lòng để lại bình luận ở bên dưới. Xin cảm ơn tất cả rất nhiều. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở một câu chuyện tiếp theo.